chào, các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Ngay lúc này đây, mình mời các bạn cùng lên đường bàn giao hai siêu phẩm Cutman B25 về với khách hàng tại Vũng Tàu và quận 1 nhé. Vào video ngay thôi các bạn ơi. Từ showroom 347 Điện Biên Phủ, giữa cái nắng chưa dịu nhẹ của Sài Gòn, anh em đội ngũ tụi mình nhanh chóng lên đường. Team đã đến chành xe rồi các bạn. Cây piano đầu tiên sẽ được bàn giao đến cho anh khách tại Vũng Tàu. Trước mỗi chuyến đi xa thì các sản phẩm nhạc cụ bên mình sẽ đóng gói vô cùng cẩn thận và chu đáo. Vậy là chuyến đi chành xe đã xong. Nào anh em ơi, tiếp tục theo chân mình đem chiếc đàn thứ hai đến quận 1 nhé. Cây piano B25 này sẽ màu đỏ rượu nhé mọi người. Vậy là team đã đến nơi. Khách hàng lần này là một thầy giáo dạy nhạc trẻ tuổi. Được sự đón tiếp nhiệt tình của thầy thì Cutman B25 đỏ rượu đã được đem lên một cách nhanh chóng nhằm giúp cho việc học đàn được dễ dàng hơn. Thì thầy đã mua thêm chân đàn U-Stand cao cấp. Chiếc chân đàn này đang được Minh Phụng Music bán cùng với B25 với mức giá vô cùng ưu đãi, chỉ 350.000. Đơn vị mình khi giao bất kỳ sản phẩm nhạc cụ nào thì thao tác lắp đàn và phụ kiện đều sẽ được mình chia sẻ đầy đủ và chi tiết nhất cho các bạn. Đây là ba bước để lắp chân đàn nhanh chóng. Đầu tiên anh em sẽ xếp các thanh kim loại gắn ốc vít ở phần đế. Tiếp theo sẽ là gắn thanh cong, siết ốc vít ở phần thân. Sau cùng là đưa cây đàn B25 để lên trên và chiêm ngưỡng thôi nào. Trước mặt anh em chính là Cutman B25 với màu đỏ rượu. Theo yêu cầu của thầy, đàn sẽ được đưa đến vị trí phù hợp nhất. Thầy có chia sẻ rằng thầy đã biết đến sản phẩm Cutman B25 qua website nhạc cụ Minh Phụng. Ban đầu thầy thấy không tin tưởng lắm, nhưng khi nhận được sự tư vấn nhiệt tình của bên mình, thầy đã rất ấn tượng và đến ngay trực tiếp showroom để test đàn và mua nhanh chóng trong buổi chiều. Mình xin lưu ý với các bạn rằng địa chỉ chính xác của Minh Phụng Music là ở số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 nhé. Vì thầy lúc đi xem đàn đã đi lộn qua bên Điện Biên Phủ Bình Thạnh. Mời các bạn test phím trên chiếc đàn B25 màu đỏ rượu cùng với thầy nhé. Thầy cảm thấy vô cùng hài lòng và ấn tượng về âm thanh cũng như các chức năng hiện đại được trang bị trên B25. Cây đàn sở hữu màn hình chán gương cùng dải đèn LED ấn tượng, 88 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn mô tả chân thực cảm giác chơi piano cơ. Cây đàn với 6 màu đầy ấn tượng cũng chính là lý do mà anh em không thể bỏ lỡ. Bên cạnh đó, thông số cũng là điểm mạnh trên B25 với chiếc Saab 5704 đến từ Pháp mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Bên cạnh đó là những chức năng quen thuộc dành cho người chơi như reverb, gainsbo, metronome. Đặc biệt nhất trên B25 là tính năng kết nối Bluetooth MIDI giúp người chơi học nhạc dễ dàng qua các app học nhạc trên các thiết bị thông minh, và Bluetooth audio phát nhạc trực tiếp qua la đàn. Cùng với tính năng percussion, piano sẽ trở thành một bộ room với nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ gõ. Chính sách bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua B25 tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là buổi giao đàn B25 đến với Vũng Tàu và thầy giáo dạy nhạc hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.